bữa cái ghế này nè. Giờ đầu tiên nha, vì làm cháu cái này sẽ là bằng cấp 10 cái. Rồi cái ghế này sẽ là tóc màu để cái cơ bụng. Rồi này là bà nói ngay cái ngạch cửa, đừng có đụng ngạch cửa lát đau chân lắm nha con. Xích vô, xích vô, xích vô, nó đúng ngạch cửa chào đó. Mồi mấy con. Đừng ấy ngay gạch cửa á, nó đụng nó ấy chân nó đau chân lắm. Không mà mồi động ngón chân. Mồi bằng đầu đầu ngón chân á. Nè. Nó tiếp đất nó nhanh hơn. Tiếp đất bằng mồi động ngón chân. Ừ. Thổi hai chân xuống nè. Nó nhẹ hơn. Thổi hai chân xuống cho. Tiếp đất bằng mồi động ngón chân nó nhẹ, nó bật xa cao lên. Nè, nhìn nè. Ngón chân lên. Phải ngón chân lên vậy nè. Mới đáp xuống. Nó mới nhẹ lên. Đúng rồi, nó bật nhanh lên. Đá bằng một chân á, nó sẽ nhẹ hơn. Đá bằng một bàn chân. Đá bằng một bàn chân á, nó đào chân. Còn đá bằng 10 đầu chân á, nó không đào đâu. Nè, ngón chân á, ngón chân nó dẻo dai. Hết 10 đầu ngón chân. Cái này thoát bị sao rồi? Bị liếc bị sao? Còn con bỏ thì anh bị thì dặn ra là chưa. Man. Chưa khởi động. Khởi động luôn. Mẹ. Mày nói là người xui xẻo nhất biết sao không mẹ? Lần nào cũng có mày bị bông tím không à? Không, mấy ngày nay giờ bị bông tím một cái. Lần nào trên người nào em cũng bị bông tím. Anh bằng thì ăn ngón chân nè. Thì tập võ là phải vậy chứ làm sao? Em bằng rất nhiều luôn.